Nghe Lữ trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 1 tháng 4 năm 2018. Như chúng ta đã biết, trong nước sau năm 1975, nhiều người trẻ họ mừng khi mà đất nước không còn chiến tranh, quê hương đã thống nhất một liền một dãi. Tuy nhiên, dưới cái thể chế độc đảng và độc tài, nhiều người trẻ đã nói lên những cái tiếng nói cho công lý và sự thật. Trong đó có những người trẻ học hành rất giỏi, thành đạt như là Nguyễn Viết Dũng đã từng đoạt giải cao trong cái chương trình là Đường lên đỉnh Olympia. Tuy nhiên, Dũng nhìn thấy những cái sự bất công trong xã hội, một cái xã hội tụt hậu về kinh tế và băng hoại về đạo đức. Dũng đã mạnh mẽ đấu tranh, Dũng đã tự lập ra một cái tổ chức gọi là Đảng Cộng Hòa để các bạn trẻ đến với nhau tìm hiểu về những cái giá trị thực sự mà Cộng sản Việt Nam đã cố gắng bưng bít. Có thể nói rằng Dũng Phi Hổ là một thanh niên trẻ, là một người đã mạnh mẽ, dám giương cái lá cờ vàng tại cái nhà của mình, và Dũng mặc cái quân phục của Việt Nam Cộng Hòa đã bị bắt một lần thứ nhất. Và kính thưa quý vị, Dũng, Nguyễn Viết Dũng còn gọi là Dũng Phi Hổ, lại bị bắt cóc một lần thứ hai. Và hiện nay thì như chúng tôi được biết, trong phiên tòa sơ thẩm vừa qua đã bị hoãn vì không có luật sư, Dũng đã đề nghị là hoãn. Hôm nay thì tình trạng của Dũng như thế nào, việc thăm nom cháu ra làm sao, và sức khỏe hay là những điều gì mà gia đình cần nói, thì chúng tôi mời quý vị nghe cuộc nói chuyện với Nghi Lữ và anh Nguyễn Viết Hùng là bố của Nguyễn Viết Dũng như sau. Trước hết, Nghi Lữ chào Hùng. Thì bây giờ Hùng có thể cho biết được rằng Dũng bị bắt cóc như thế nào, vào ngày tháng năm nào, và sau đó thì bao lâu thì gia đình nhận được tin là Dũng đã bị bắt, và cái việc đi thăm nuôi như thế nào? Mời anh Hùng. Vâng, tôi xin chào anh và chào tất cả cả nhà Facebook ạ. Tôi tên là Nguyễn Viết Hùng, bố của Nguyễn Viết Dũng. Dũng con tôi thì sinh ra và lớn lên tại đất Yên Thành quê lúa, sống ra thật ra chất phác. Nhưng bởi vì một lý do có điều khiển đất nước như thế nên Dũng là lao vào con đường đấu tranh dân chủ. Nên vừa rồi là ngày 27 tháng 9 năm 2017, Dũng bị bắt cóc trái pháp luật ở gần giáo xứ Sông Ngọc ở huyện Quỳnh Lưu. Từ bấy đến nay đã 6 tháng, gia đình không hề có một nguồn tin tức nào về phía Nguyễn Văn Dũng, tức là con trai tôi đấy. Gia đình chỉ biết hàng tháng đi thăm nuôi và gửi tên lưu ký, còn các cái vật ngoài khác là không được gửi. Vừa rồi đây là phiên tòa sơ thẩm của 28 tháng 3 ấy. Tôi có đi tham dự phiên tòa, chỉ được trông thấy thôi, cho nên cùng thấy hình thấy con xuất hiện trước tòa, còn tiếp cận thì không. Đây là những gì trải qua sau 6 tháng bị chính quyền bắt cầm tù từ 6 tháng nay. Vâng, có nghĩa rằng đã bị cầm tù 6 tháng nay, anh đã được nhìn thấy Dũng xuất hiện tại phiên tòa. Tuy nhiên, không có nói được một lời nào với Dũng để thăm hỏi hả, thưa anh? Vâng, chị nhìn thấy con tại phiên tòa, xuất hiện tại phiên tòa thôi, chứ còn không được tiếp cận. Sau khi tòa hoàn tuyên bố là hoàn phiên tòa đến ngày 12 tháng 4, thì bên phía cảnh sát người ta phòng lại, người ta áp tải đi ngay, chứ không thể tiếp xúc được ạ. Vâng, anh có thể cho biết được rằng hiện nay đó thì anh chị đó đã có mấy cháu, Dũng là con thứ mấy và Dũng năm nay bao nhiêu tuổi thưa anh? Vâng, cảm ơn anh. Gia đình tôi thì được bốn bốn cháu, ba lần, nhưng mà trong đó có một lần sinh đôi. Dũng là con trai lớn, con trai cả trong gia đình. Dũng năm nay đã bước sang tuổi 32 rồi anh ạ. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi được biết được rằng gia đình của Viết Dũng là một gia đình sống bằng nông nghiệp. Tuy nhiên,
cái điều hạnh phúc và vinh dự của gia đình đó là Dũng học rất giỏi. Thì thưa anh, có những cái điều gì mà anh muốn chia sẻ thêm với mọi người trên thế giới biết được rằng anh kỳ vọng điều gì nơi Dũng, và khi Dũng bị bắt đây là lần thứ hai thì anh có cái điều gì anh buồn cháu hay không, hay là có cái điều gì anh cần chia sẻ với mọi người về cái suy nghĩ của người cha trước cái tinh thần của đứa con, và đặc biệt là con trai trưởng như là Nguyễn Văn Dũng. Nghe lời mời anh Hùng. Vâng, cháu Dũng sinh ra và lớn lên thì rất hiền lành, nó học rất giỏi. Tôi đặt tất cả niềm tin, hy vọng vào chỗ con trai lớn của gia đình tôi. Nhưng vào năm 2015 ấy thì nó đang còn học ở trường Đại học Bách Khoa ở Hà Nội, thì không biết nó bị đuổi học vì tham gia một số chương trình hoạt động về biểu tình chống Trung Quốc. Nó sau đó thì nó phản đối chặt cây xanh ở Hà Nội, thì vì chính quyền Hà Nội bắt và khép vào tội 245 và tội gây rối trật tự công cộng, và tòa xử sơ thẩm là 15 tháng, sau đây phúc thẩm còn 2 tháng. Sau khi cháu ra tù thì với nguyện vọng của bậc làm cha làm mẹ thì tôi cũng mong sao là nó xây dựng gia đình, một cuộc sống nó đơn giản để sau này nó có cái hướng khác. Nhưng mà với một tinh thần kiên định thì cháu nó vẫn theo con đường là đấu tranh đòi dân chủ, vì dù như nó tham gia một số phong trào như biểu tình chống công ty Formosa, rồi vừa rồi năm 2017 thì có 16 17 là đồng bào bị lụt lụt nó tham gia các cái hoạt động cứu trợ. Đấy là những cái hành động là tôi hoan nghênh. Nhưng mà sau đó thì cháu nó bị bắt lần thứ hai, thì đối với gia đình thì nó thật ra thì cũng rất thất vọng. Vâng, thưa anh, thì cháu đó bị giam ở đâu anh? Và hiện nay thì cái gia đình, khi mà cháu bị bắt như vậy thì gia đình có bị khó khăn gì với lại chính quyền không thưa anh? Vâng, hiện tại thì bây giờ cháu nó còn đang còn tạm giam ở trại tạm giam Nghi Kim của Nghệ An ạ. Thì tất nhiên thì với gia đình làm nông, bởi vì chúng tôi là gia đình làm nông 8%, còn ngoài là làm nông thì không 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 làm một nghề gì khác. Nên là cái khó khăn trước mắt của gia đình thì tất nhiên thì không nói thì mọi người cũng đều biết. Nói về kinh tế thì thu nhập làm ruộng thì không có bao nhiêu. Đấy, như trong cái khi đấy thì bây giờ thì con cái thì nó cũng trưởng thành này khác rồi, cũng phải nuôi con cái nữa. Nhưng mà bây giờ thì cứ đi thăm tù thì tất nhiên ở trong trại tù không được đầy đủ cho lắm, nên là mỗi lần đi cũng phải gửi tiền lưu ký rồi gửi qua các nơi khác. Đây thì khó khăn trước mắt thưa anh. Dạ vâng. Thưa anh, như vậy thì mỗi một lần đi thăm như vậy đó thì anh gửi được thức ăn hay là một chút tiền nào đó để mà cháu nó sinh hoạt trong tù hay không? Và cháu có thư từ hay là có được gọi điện thoại về nhà để thăm hỏi hay là cái gì không thưa anh? Thế này anh nhỉ, trong trại tù thì người ta đã quy định rồi, trong thời gian chưa xét xử thì tuyệt đối gia đình không thể thăm gặp được, chỉ có thăm thăm nuôi thôi. Các cái thực phẩm mà gia đình lần đầu tiên thì lần đầu tiên đi thăm thì mẹ Dũng có mua thịt này khác để làm ruốc bông để gửi vào cho cháu nó có một chút chất dinh dưỡng. Nhưng mà vào tới trại tù thì người ta không cho về nhỉ, chỉ được gửi tiền với lại mua hàng hóa ở đấy gửi vào thôi, còn ở ngoài vào thì tuyệt đối không được gửi. Cho nên gia đình cứ hàng tháng là cứ gửi tiền, rồi ví dụ như quần áo thuốc men này khác không được gửi nhỉ, tất cả đều dùng bỏ trại tù hết, chỉ có được gửi tiền lưu ký với lại mua thực phẩm ở đấy thôi. Dạ vâng. Thưa anh, thì từ ngày Dũng bị bắt đến nay đó, qua những cái hoạt động của những tổ chức phi dân sự mà Dũng có tham gia, từ những cái vụ mà cùng với đồng bào biểu tình chống Formosa hay là những cái hoạt động cứu trợ, vân vân. Thì thưa anh, xin lỗi.
từ ngày Dũng bị bắt đến hôm nay thì bạn bè hay là những người mà đã từng được Dũng hỗ trợ giúp đỡ đó có chia sẻ cái gánh nặng của gia đình hay không thưa anh? Cùng rất cảm ơn tất cả bạn bè của Dũng. Thì trong những khi vừa Dũng gặp hoạn nạn thì bạn bè của Dũng cũng không 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 bỏ rơi Dũng đâu anh ạ. Cùng nhờ bạn bè của Dũng rồi vừa động viên tinh thần rồi vừa động viên về một ít tài chính, cho nên là gia đình cũng đỡ được phần nào. Rồi qua anh cùng tôi cho tôi gửi lời hỏi thăm tất cả mọi người đã quan tâm tới Dũng. Dạ vâng, kính thưa quý vị, đây không phải là lần đầu tiên mà những người Việt ở hải ngoại khi nhìn về quê hương, thấy những người trẻ, những người biết Dũng đã phải chịu những cái đòn thù như vậy. Thì đây không phải là lần đầu tiên những người Việt ở hải ngoại quan tâm đến một cái thanh niên trẻ rất là dũng mãnh như là Nguyễn Viết Dũng, giống như cái nickname của cháu đã chọn đó là Dũng Phi Hổ. Thì cái sự quan tâm đó luôn luôn là như vậy. Và dịp này thì chúng tôi rất là hân hạnh nói chuyện với anh Hùng, bố của người Viết Dũng. Thì chúng tôi cũng mong là quý vị theo dõi và hỗ trợ cho một gia đình làm nông mà có một đứa con học rất giỏi là cái niềm kỳ vọng của gia đình. Nhưng cuối cùng vì không chấp nhận được những cái bất công, thấy những cái điều mà muốn cho một dân tộc trường tồn thì cháu đã dấn thân và đã phải trả giá. Đây là lần đi tù thứ hai. Chúng tôi có một điều mà nhiều người cũng đặt câu hỏi với Nghi Lữ rằng tại sao lại lần ở tù thứ nhất Dũng đã bị ở tù mà Dũng lại dám dám đi xăm ở trên vai tay cái chữ sát cộng. Thì thưa anh, khi mà cháu ấy cái điều đó thì anh có lo lắng cho cháu hay không? Bởi vì cái hình ảnh mà trên cái cánh tay của cháu đó ghi cái chữ đó đó thì đã được phổ biến khắp nơi thưa anh. Anh có lo lắng điều đó cho cháu hay không? Vâng, lúc tôi bọn con trai ở trại tù của trại giam số 2 Hà Nội đấy, lúc xuất hiện thì Dũng nó mặc cái áo trắng có hình lá cờ Bát Sống Đỏ, chữ tuổi túi áo ấy. Trên tay thì khắc chữ sắt cổng. Nói thật với anh, lúc đấy tôi hơi giật mình. Tôi giật mình là bởi vì là cái từ cái sắt cổng thì nó nghe nó nặng nề quá, Đúng. năng lấy quá. Thế nên là đối với những người mà ở dưới chế độ này, hầu như người ta không không ưa cái thứ đấy. Tôi còn nhớ rất rõ là Dũng hồi đi Sài Gòn, đi ở Sài Gòn về bị công an Nghệ An, bị công an Sài Gòn bắt áp tải lên máy bay về đến sân bay Nghệ An thì bị công an của Nghệ An câu lưu. Thì hôm đấy là ngày tôi rất nhớ rất rõ, là ngày đấy là ngày 19 tháng 4 âm lịch đấy. Dạ vâng. Thì bởi vì cái sự kiện đó tôi rất nhớ. Tôi vào thì máy tay an ninh kia là có yêu cầu với tôi là về bảo ông Dũng nó xóa cái từ hai cái chữ sát cộng ở chỗ cánh tay đi đấy. Thì tôi lúc trao đổi chấp nhoáng thì tôi biết là Dũng lúc đấy là bị đánh rất 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 nặng, rất rất đau, bởi vì hai cô con gặp nhau mấy giây lát thôi. Dùng trao đổi là cha bị ở đây với con, công an đánh con chết đấy. Đấy là cái thời kỳ đấy, hai cái từ sát cổng này đối với tôi thì cái đấy tôi rất rất ngại hai cái chữ đấy. Sau đó cháu có phải xóa không thưa anh? Hiện tại thì hai cái chữ đấy vẫn còn nguyên đấy nhỉ, cho nên tôi cũng cũng rất áy náy với hai cái chữ đấy. Vâng, rất là lo. Mà hơn nữa đang ở trong tù Vâng. nữa. Thì rất là lo cho cháu. Thì thưa anh, để chấm dứt cuộc nói chuyện đến Hùng, nếu có một điều gì mà anh cần nói với nhà cầm quyền Cộng sản, khi một đứa con trai yêu quý của anh đó, một đứa mà anh rất là kỳ vọng mà đã phải bị đi tù hai lần mà hôm nay cháu đã 32 tuổi rồi, thì nếu có một điều gì đó nói với nhà cầm quyền Cộng sản để nói lên cái tinh thần của cháu hay là cái hành vi của cháu không có thể nào làm một cái điều gì gọi là ảnh hưởng tới chế độ, thì thưa anh sẽ nói điều gì? Có cái điều phản kháng của anh, mời anh. Vâng, qua anh thì tôi cũng muốn nói với nhà cầm quyền một câu. Tôi muốn nhà cầm quyền đem phiên tòa ra ánh sáng, xử một cách công khai, minh bạch, đúng người, đúng tội.
chứ không đối với gia đình thì cũng không có lời gì hơn, cũng chẳng còn gì để mà nói đâu anh. Dạ vâng, còn đối với lại cộng đồng người Việt trong và ngoài nước, với tư cách là một người cha, là một người chủ gia đình, và khi con mình đang phải đi tù lần thứ hai như vậy, thì anh sẽ nói điều gì thưa anh Hùng? Vâng, tôi riêng đối với tôi về người cha thì tôi mong tất cả cộng đồng hải ngoại cùng với trong nước đồng hành cùng với con tôi đến phiên tòa được công khai và minh bạch để ủng hộ con trai tôi thoát khỏi kiếp nạn này ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng đã dành cho Nghe Lữ cái cuộc nói chuyện. Vâng, và nếu có một điều gì đó tôi không đặt câu hỏi mà anh muốn nói thì anh sẽ nói điều gì? Nghe Lữ mời anh. Bây giờ điều tôi muốn nói cuối cùng là tôi chân thành cảm ơn trong thời gian qua bạn bè trong nước cũng như ngoài nước đã không bỏ rơi con trai tôi, đã quan tâm ủng hộ về mặt tinh thần cũng như một ít tài chính để giúp đỡ tôi trong thời gian đi thăm nuôi thì con ở trong trại tù. Tôi rất lấy lòng cảm kích, xin cảm ơn. Dạ vâng, quên nữa, tôi đang muốn hỏi anh cái này. Cái tình trạng của Dũng nó như vậy đó, thì các tổ chức nhân quyền hay là những tòa lãnh sự, tòa đại sứ có ai liên lạc với anh để mà gọi rằng có một cái tiếng nói như thế nào để cho nhà cầm quyền đó phải rõ ràng, minh bạch trong vấn đề xét xử Nguyễn Viết Dũng không thưa anh? Vâng, trong thời gian 6 tháng vừa qua thì cũng chưa có một tổ chức, một cá nhân nào lên tiếng tới, chỉ có một ít người ở trong cùng bạn bè của chúng thì cũng kêu gọi cộng đồng này khác đòi trả tự do cho chúng, còn được các tổ chức này khác là cũng chưa hề liên lạc với tôi lần nào đâu anh. Chúa ơi con là tù nhân giữa đời, xin ở cùng con bước đường dáng ngươi. Ngày nắng cuốn uống sương màn đêm, thân con đây đắp đôi vai mềm. Xin đừng đừng để con xa rời ơn Chúa. Chúa ơi con là tù nhân giữa đời, khốn nạn gọi tên chiếu nặng vai con. Lời giang mang tiếng oan ai, cho con say tháng năm lưu đày. Bước đường đầy gai trông con đi qua, gọi danh Chúa, Chúa ơi thương cùng. Nhưng giang nở tiếng lời ngăn trái lưới vây tình ngoan, chừng con bước cùng với chuỗi ngày nơi ngùng tối. Chúa ơi ngước nhìn bên con tháng ngày chôn lưu đầy, cạnh danh Chúa xót thương chẳng rời. Chúa ơi con là tù nhân giữa đời, khốn nạn tình oan gồng cùng thênh thang, cạnh danh Chúa nước trong đời con luôn bên con những khi u buồn. Chốn ngục tù gái trong con luôn mong tình yêu Chúa chở che con cùng. Con là tù nhân giữa đời,
khốn nạn gọi tên chướng nặng vai con. Lời giang mát tiếng oan là hay cho con say tháng năm lưu đầy bước đường đầy gai trống con đi qua gọi danh Chúa. Chúa ơi thương cùng những gian nỡ tiếng lời ngang trái lưới vây tình oán chớn con bước cùng với chuỗi ngày nơi nguồn tối. Chúa hỡi ngước nhìn bên con tháng ngày chốn lu đầy cây danh Chúa xóm thương chẳng rời. Chúa ơi con là tù nhân giữa đời khốn nạn tình oan gông cùng thênh thang cậy danh Chúa ngước trong đời con luôn bên con những khi u buồn chôn ngụm tu gái trống con luôn mong tình yêu Chúa chở che con cùng những giang nở tiếng lời ngang trái lưới vây tình ngoan trường con bước cùng với chuỗi ngày nơi nguồn tối. Chúa hỡi ngước nhìn bên con tháng ngày chốn lu đầy cậy danh Chúa xóm thương chẳng rời.